mọi người đang xem kênh Vì Quên TV của Tiên nha. Thì hôm nay ở ngoài trời mưa rất là lạnh á, cho nên Tiên đã lấy sườn bò hầm ngoài quán của chị Mi Chin gì, và mình bỏ thêm hải sản như là mực nè, bò ngư rồi đó, nấm rồi đó, nồi canh nấm ấm nóng nóng cay cay mình chấm với lại nước mắm ớt rồi, cho nó phù hợp với cái thời tiết mưa lạnh lẽo hiện tại. Từ hôm gài mẹ qua đây mẹ chưa có ăn cái món này nên là hôm nay Tiên cho mẹ ăn. Rồi, mày tới xe. Mày tới xe. Mời mẹ ăn nhiều nha. Món này mình sẽ ăn với cơm nha mọi người. Dạ, 오래 살라고 버섯 좀 많이 먹어. Mẹ chỉ nói để sống lâu lâu thì mình phải ăn nấm nhiều nhiều vô. Rồi, nghe đấy làm gì lén lúc ngại ngùng vậy. Cắt đi. Tới xe. Rồi. Cái sườn sườn bự hay mà ha, sườn bò mẹ hấp nước mẹ thấy làm sao mẹ, nước ngon mẹ tiên à, mỗi ngày ngoài quán chắc ngán rồi. Ông đi chỉ đâu hai kịp cho phải món nước này sao phải không phải tôi nói chắc ngán dữ lắm mà, nhưng mà mẹ tiên nói là không bình thường à, tại vì thường ngày bán chứ đâu có ăn đâu. Mẹ nói vậy thôi chứ thì thấy mấy người người ta bán đồ người ta ăn cái món người ta bán thì ăn cái quán khác thôi, nêm nếm cho vừa ăn này thôi. Nó ngán. Còn mình lâu lâu mình ăn là thấy ngon không? Nấm đùi gà ngon mẹ, nước thì vừa ăn đó. Ngon ha. Ông chấm bột. Nè, chị Tư. Ngon lắm rồi, sao nè. Tâm tâm kìa. Ngon không quá. Ủa, bào ngư đó mọi người, chứ phải ốc bu đâu mà. Cay rồi cay. Anh không thư. Đang khắc cay. Dẫn mẹ qua Hàn Quốc mua bào ngư dây cá cho mẹ ăn, mà bà làm như mình cho bán ốc bu vậy. Ốc bu vàng á, thấy không, chắc bu đen cũng mắc tiền lắm đó. Đen mắc tiền. Bu vàng ra ruộng lụm hơi nhóc. Trời ơi đẹp ngán bà xui cũng cho không biết. Mẹ tiên cắt cho mỗi người không biết. Cảm ơn bà xui. Cảm ơn anh ta. Cho mẹ con làm gì bánh này. Lập cập bánh làm léo vậy. Khóc còn ngư. Cảm ơn. Ông đi đi rồi chắc là tìm. Anh có đi chú xe chứ chắc chắc chắc. Để con hết rồi. 엔손제이보 똥손제이 훨씬 낫다. 가까이 찌개줘라 찌개. 띵띵 깎만 매너 내 매 깎자로. 아, 이제 벌써 좀 맛도구나. 저 봐, 안 다 로 뚝런 뚝숭 로. 왜? 감사합니다. 아, 뚝 와, 이겼나? Ủa, gì mẹ? Môi á? Nói chuyện cái em mới mệt ta. Ê, má gầy à, mẹ tao nói bà tục ăn gì nên nó mới đúng đài, nó mới ngon. Chấm với chén nước mắm này đúng bài, mùa đông lạnh lẽo luôn mọi người. Nè, y bị, y bị chẳng là cái gì, hế 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 hế. Mẹ nói cái muỗng này muỗng của Hà Vui nè, nhưng mà đâu phải cái muỗng này, cái muỗng của người lớn ăn mà mọi người. Mẹ tôi nói cái miệng tôi nhỏ vậy đó hả, múc được có một miếng nước à. Miệng nhà nhỏ vậy đó hả, miệng nhà này nhỏ vậy đó hả. Ủa, cái muỗng này xinh xinh bé bé bằng gỗ chất lượng gỗ gì nè quên nè.
Cốm mà cốm. Ăn thịt đi bà. Cốm. Nè, gấp nguyên cọng sườn cạp luôn cho gọi. À. Chấm miếng mắm ớt ngon hết rồi. Cắt cho. Còn chấm chán nữa. Tăng mềm mà chứ tăng mềm. Ăn mồm. Bây giờ phải phê cho nó chấm hoài luôn á. Phê thịt gì cũng phê nước chấm hoài. Thiên khoái nước mắm ớt mọi người ơi. Đó, chấm vô đây. Tôi người Việt Nam gặt mà, bây giờ tôi mới ăn nước mắm lắm. Cái món gì mà chấm nước mắm này thấy ngon gấp đôi rồi đó. Chấm bún. Cộng nó cộng miếng. Miếng. Rồi, ăn ngon. Để mày ăn giống vậy đi. Chút bừng chén lên luôn. Quá đây xếp bớt bá bớt mụn tớ mua cất đi. Mẹ đi chê cái muỗng cất đi nè mọi người ơi. Ui mà. Mẹ nói cái muỗng. Bình lên hấp luôn rồi chứ. Muỗng gì có chút bẻ con bé mút dính gì hết trơn á. Ăn chút quá thì tự ăn mùi đi. Trời ơi, cái muỗng đang gì mà Mà múc ít nước thiệt. Vừa ăn mà. Vừa rồi vừa. Múc nó chài ra còn chút xíu. Phải không? Cái muỗng là vừa ăn vừa. Rồi mua mà hắn chút quá chứ bị tựa ra. Nhãn ít thôi chứ chán rồi, nhãn ít thôi. Thôi múc được một họng cơm đâu mà mẹ nói làm sao đâu á. Cơm thì được nhưng mà múc nước nó khó. Cái chắc là ít chứ. Trời, tao múc được cả gáo nước gì mà. Hai bà chê tóc tóc. Là cho cái muỗng yêu quý tôi mua. Ở trong ấy mà chê quá trời chê, buồn hết sức, đậu hết sức. Sao quá trời thịt đây. Chắc là thấy là chắc là không được tỉnh nha. Trời ơi, bây giờ tới chê đã đũa luôn rồi. Thiệt bữa ăn bắt ổn. Ăn cái bá. Nói đũa. Không phải mẹ à, đưa con mẹ. Thực ra đôi đũa này và cái muỗng này là một bộ á mọi người, một bộ đũa muỗng người ta hắn xếp thừa rồi. Chắc chắn chưa? Giờ đứng kia chưa? Giờ ai chưa? Giờ muỗng chưa? Không phải là của em bé, tại người ta làm như vậy á mẹ. Chỉ chẳng hả? Chỉ chẳng hả? Biết sai rồi, ông bà nè. Biết sao mà, kêu nè xôi ẩm ăn lên đè. Không, nhưng mà mình đôi dài thì mà xôi đôi cục rồi phải rồi. Nhưng mà cái đôi đũa đó là nó chung bộ con bộ nè. Nè, mà sẽ chí chí ai kì chì, yêu ẩm sức tạ, yêu xôi tạ tư ngồi mà. Mẹ tiên chê ngán thôi, múc ở đây dính đồ ăn đây. Ở cái muỗng chút bẻ con bèo không chứ. Không múc được miếng nước gì hết trơn. Chê quá chê mọi người. Trời ơi, đôi đũa này cũng tốn bụng năng lượng lắm á. Shipper. Mua gì nào kìa. Wow, máu quá đi khứ nè. Ăn này lấy ngon quá. Nay thằng này nấu ngon hay là... Cô gì này, chứ mình mà sẽ mà sẽ chế. Hay là chắc là phải mà sẽ. Đứa nào mà không ngon gì mẹ. Lâu mẹ ăn lại ngon á. À, hay là có bỏ hải sản vô nè. Ngọt nước. Bỏ bào ngư với bạch tuộc vô nè, ngọt nước. Chút nữa chấm lợn chén mẹ. Nấm đùi gà giòn quá.
이거는 양반들이에요. 이거 밥을 아예 안 먹고 막 앉아갖고 Mẹ tôi nên cái đũa này, đũa muỗng này dành cho mấy người mà ăn kiểu quý sở tộc á. Ăn cái ăn. Uy ăn cho nó mát tay. Không có hợp với mẹ tôi. Đúng rồi. Quá trời kêu bữa nay cái vàng đũa muỗng nhà tôi. Ui, ui á. Gắn Cái này không? Thôi, nào Bây bút là sao? Ăn dài dài. Này, hai con con. Kìa bà rơi thêm cục nữa nha. Cục nó nhỏ hay bà xưa. Chặt cưng cọt, chặt cưng cọt. Không gọi là tới đây mà. Ừ. À, con xin cái cục sườn này. Cây. Dạ. Cục sườn. Đó bà. Đi chặt. Nè. Tôi không mà xin. Sẽ ăn vậy ngon lắm bà. Khi là sao chị đã cho đúng nó bông rồi. Thả mưa ra không? Hả? Mưa ra. Mẹ nói gì mẹ? 살은 찌다고 살은 찌도 묻는 거 보면 단물락하고 큰일이라 내가. 아, 이 mẹ đi nói là trời ơi, tao nói mỗi ngày thằng mập mà thấy gì cũng muốn ăn chân dầu hết sức. Ăn có sức khỏe. Đúng rồi. Mẹ tiên mà không ăn nhiều vậy là bà xỉu ngang liền. Tăng mẹ một bia. Nó đừng có đi mà sẵn đây. Nhớ hồi đó mẹ cũng ấn nhát mà sao mà tự nhiên giờ mẹ ú lên dưới mẹ. Hồi đó hồi mẹ còn trẻ cỡ tuổi con mẹ ớn hơn con giờ nữa. Mẹ tự nhiên qua 50 tuổi rồi mập lên. Kỳ vậy? Thầy biết. Đồ uống thuốc mập đủ thứ giờ mà không mập. Tự nhiên cái mập ba 50 tuổi cái phát tướng lên mặt nha. Ba 50 tuổi mà mau quá mọi người. Mẹ nói hả? Để mẹ đi ăn ăn lên đó. Hả? Ơ ăn mất kia. Đi tắm mình nè. Tôi xin ăn đi mẹ, ăn đi có gì đâu. Ăn đi. Trời ơi. Nhớ là mà mất thấy có lỗi quá ăn hết nổi à. Tội nghiệp mẹ chồng tôi. Thôi để tiên tắt video rồi cho mẹ tiên ăn nha mọi người. Mẹ dùng quá cái tụi lọc cả chứ lọc cả tụi con mắt. Mẹ đang nói tiền mặt. Tính lấy kẹp gấp thêm gì ăn nữa mà thấy hai mẹ con ngồi buông đũa. Thấy mắc cỡ hết dám ăn. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của ba mẹ con Tiên nha. Đăng ký kênh chung, like và comment ủng hộ cho kênh Nhiều Anh TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Để cho mẹ Tiên ăn tự nhiên tiếp nha mọi người. Tạm biệt mọi người. Chào mừng xin mời